hay muốn đổi tên chạy đi để đỡ dính rắc rối khiếu nại khi xem phim không? Cảm ơn câu hỏi khá đặc biệt này. Chắc chắn là câu chuyện cuộc đời của Đặng Linh có liên quan đến tất cả những cái tên vừa kể ở trên. Không những thế còn nhiều lắm, còn rất nhiều. Ngay cả với Hưng cùng với ekip quyết định chọn cả hai phương án, có cả casting và có cả họ ở thời hiện tại. Với một lần nữa gặp lại với cái mối quan hệ hết sức vừa bại của Hưng và cái sự mà dễ thương của Hưng, dễ thương lắm, thì rất là dễ dàng để thuyết phục, mình nói xin đi, dễ dàng để xin họ bước vào cái cuộc đời của Đặng Linh như đã từng bằng phim ảnh. Cho nên là sẽ có hai giải pháp luôn cùng trong này. Một casting sẽ có Hoàng Linh trẻ và Hoàng Linh hiện tại, sẽ có Dương Trường Vũ trẻ và Dương Trường Vũ hiện tại. Lúc này là hết trẻ rồi. Và có các con vị Vũ Hà nữa. Ai sẽ có ca sĩ Vũ Hà nữa rồi. Trời, vua chúa mà nói chuyện kỳ quá. Có ca sĩ Vũ Hà nữa. Mình đang tìm người giống Vũ Hà lúc trẻ, tìm chưa ra tại trẻ quá. Đó là câu trả lời của anh. Dạ. Kính thưa quý vị, trong cái danh sách những câu hỏi có sẵn thì vẫn còn nhiều, nhưng mà lúc này thì Tùng rất là muốn xin mời quý vị hỏi, được không ạ? Xin mời quý vị. Yeah. Trộn chí trộn dừa nè. Thế cái chuyện la sổ đánh chết. Giá đừng nữa. Đi đi. Anh ơi, lên đi anh ơi. Lên đi anh ơi, tội quá, lên thấy gì anh ơi. Dạ quý vị, chúng ta một tay cho anh Quang lên nè. Dạ quý vị, vỗ tay chính thức thì anh chưa nghe mà. Không nghe được. Làm gì? Làm bọn chơi không? Bỏ mặt đi ghen. Sợ lâu. Có lẽ là thưa tất cả quý vị, các anh chị, các bạn, Quang Linh nghĩ là Quang Linh cũng là một trong những ca sĩ mà đi hát lâu quá. Đi hát lâu quá cho nên cũng đã chứng kiến được rất rất nhiều đời của ca sĩ. Đã chứng kiến được nhiều cuộc đời ca sĩ, họ đi và đến mà mình đã nhìn thấy. Nhưng nói thế thôi, chân nãy đường mồi cũng có nghe ở đây gọi là ban giám đốc hả? Đấy, ban giám khảo. Như cái game show thì thường có 4 cái ghế ngồi ở dưới là trình bày qua cái dự án. Thì trong Quang Linh nó có những cái cảm xúc như thế này. Nếu mà nói ra là có cái nhạy cảm gì đấy thì mong là quý vị và các anh chị bỏ qua. Bởi vì Linh là một trong những người mà có thể khi nói đùa, khi kể chuyện buồn, chuyện vui gì như vậy là bao giờ cũng thật. Linh muốn sống thật, không bao giờ xạo. Xạo với bản thân mình và xạo với mọi người, Linh không muốn như vậy. Cho nên là khi mà nghe, ngồi lắng nghe thì trong Linh có những cảm xúc sao? Linh bởi vì nếu để làm về cái cuộc đời của Đặng Linh trong bộ phim đó thì nó sẽ trôi qua rất 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 nhiều, có rất nhiều giai đoạn. Bởi vì như các bạn biết là để bắt đầu vào bùng nổ từ lúc làm Sông Xanh thì trước đấy là đã có một cái thời kỳ sau năm 1975. Linh chỉ nói sau 1975, Linh chưa nói về phía trước thôi. Thì có rất nhiều ngôi sao đã đang được yêu thích, mọi người kiều bào khắp nơi và cả trong nước được yêu thích, nổi tiếng lắm. Và chính những cái người kế tiếp họ có khi mà đi hát ấy, thì họ đã
có một vài cái sự bị ảnh hưởng của những cái người kia, nôm na gọi là từ bị nhập rồi. Có thể người ngoài thì nhìn với khán giả bình thường thì không biết, nhưng mà đối với những người trong nghề là biết ngay thằng đi con đi hạc là bị ái nhập vô này, là họ sẽ biết ngay. Chính vì vậy và khi mà để tái diễn lại được cái từng giai đoạn như vậy thì Linh sợ nó sẽ rất là khó. Xin lỗi hai vị đạo diễn ở đây là không quay hết, nhưng mà Linh cũng có thi thoảng có tiếp ra tiếp vào xem. Thì Linh nghĩ là cái này mình có quyền nghi ngờ nhé. Đối với những cái vị đạo diễn mà lớn tuổi, các vị nghệ nhân và nghệ sĩ nhân dân ấy, thì có thể đối với họ cái chuyện mà dựng lại cái giai đoạn của năm, ví dụ như là 1990 cho đến năm 2000 thì nó sẽ tương đối dễ. Nhưng mà đối với các bạn trẻ bây giờ, mình không dám nói các bạn thiếu kinh nghiệm sống đâu, nhưng mà có lẽ do là xu hướng bây giờ khi các bạn làm những cái phim ấy, thì nó có cái gì đấy. Thi thoảng Linh xem các bạn làm về những cái phim ngày xưa, nhưng mà vẫn nhìn trong đấy là cái sự mới bây giờ, nên chả thấy xưa gì cả. Thì đấy là cái cách mà Linh ngồi, Linh sợ như vậy. Chứ còn tính xác bản thân Linh cũng rất là hồi hộp, cũng rất là háo hức khi nghe người bạn của mình sẽ làm một bộ phim như vậy. Bởi vì mình chờ đón xem là ở trong phim bạn ấy sẽ như thế nào. Và ở đó cũng chính là cái quãng đời mà Linh nghĩ là mình cũng đã từng có những giây phút hào quang nó tỏa sáng trong giai đoạn mà bạn ấy đi lên, có chính bản thân mình luôn. Xin kể một kỷ niệm, không biết là Linh nghĩ là bây giờ bạn ấy nổi, bạn không nhớ đâu, nhưng mà Linh nhớ hoài. Lúc đấy là con Linh nổi lắm, quý vị, nổi ghê lắm. đi hát ở đâu là sập sân khấu ở đấy hết, sân rộng đi sập hết. Thì có một giai đoạn là như năm 1990 mấy ấy, lúc mà đi cho ba Duy Ngọc, là bố Duy Ngọc ấy, là Linh nhớ là ở tại Lâm Xuyên. Thì thường thường quý vị biết ngày xưa đi hát nhé, thì ngoài các ngôi sao mới có xe ô tô riêng, còn lại các ca sĩ trẻ sẽ đi một chiếc xe tung của đoàn trở xuống. Nhưng mà ngày xưa Linh nhớ là hình như các cái tụ điểm Sài Gòn ấy, khi mà các bộ show mà gọi các ca sĩ trẻ đi hát lót cho các ngôi sao để thành một cái chương trình ấy, thì bao giờ người ta cũng tìm là lót mà có A, B, C đó. Thì nhớ không nhầm, hình như là bạn này là nằm trong lót loại A. Nhưng mà quý vị thường thường biết là ví dụ khi mà di chuyển một cái đoàn xuống ở các tỉnh miền Tây như vậy, thì các ca sĩ ngôi sao sẽ được bầu show mướn cho khách sạn để ở, còn lại các ca sĩ trẻ có thể sẽ được ở ngay chỗ cái sân khấu hoặc là ở trong một cái phòng chung. Thì hồi đấy thực ra con nghe kể câu chuyện này cũng có một cái thông điệp gửi đến các bạn trẻ ở đây, thì hầu như toàn gương mặt nổi tiếng thôi, nhưng mà xen lẫn vào đấy vẫn có một vài gương mặt trẻ, cho nên cũng muốn gửi đến thông điệp các bạn. Cơ hội sẽ đến khi mà các bạn đã chuẩn bị hết mọi sự. Hồi đây con Linh nhớ là chính bạn này, trong cái số mà các cái dàn mà đi hát lót đó, thì cũng hồi đấy đến mụn tóc rồi, hồi đấy là vừa tóc nó ốc hương rồi. Rồi thì thường thường khi mà đến thì các bạn sẽ hầu như là một số thì tụ tập là ăn nhậu, một số là đánh bài đó, rồi chờ đêm xuống bắt đầu son phấn vào rồi lên hát, hầu như thế. Thì tự nhiên nói ra một bạn này không bài không bạc, không rượu không chè, mà con Linh nhớ là con Linh có đi buổi chiều thì tài xế mới chở đi ăn, thì chính vì bạn ấy chạy ra bảo anh em là đàn anh ở trong đoàn ấy. Thì như hôm qua anh có thấy em xuất hiện ở trong chuyến xe nhỉ? Bạn bảo là anh đâu được, anh có thể cho em đi nhờ ra đoạn. Mình mới hỏi đi đâu thì thấy cậu cầm hai cái găng tay, cậu xin đi đến phòng tập thể dục. Con Linh nói như vậy để biết là bạn này thì rảnh thì là bạn sẽ luyện thanh, sẽ tập bài hát mới, và còn thời gian nữa thì sẽ đi tập thể dục. Wow. Đấy. Bạn này ngày xưa tập xưa lắm. Tập xưa. Cho quý vị đừng có tưởng thấy bây giờ lâu lâu tập nhảy đi là hơi lạ không. Bạn này là có
tiền án tiền sự ngày xưa rồi, đã đi từng đi tập thể dục như vậy. Thì con Linh nói như vậy để thấy là cái đối với một cái thanh niên mà khi mà mình đã còn tập gì ở đây, bây giờ con Linh cũng tập nhiều lắm, nhiều lúc các bạn trẻ rồi cứ tập hát xong mà thấy sao mãi mình không có lên, thế là tụ tập ăn nhậu xong rồi chơi bời tức đêm khuya. Thế là bây giờ nếu mà một cơ hội sẽ đến với bạn thì lúc đấy rõ ràng là bạn chưa chuẩn bị để đón nhận nó, cơ hội sẽ tuột đi. Còn bạn này thì bắt ngay tại chỗ luôn. Bởi vì con Linh nhớ là sau cái đêm đấy hát thì mình mới để ý cái bạn này xem à, bạn là ca sĩ lót thôi mà bạn ra hát mà mình đang ngồi trong mình thì chạy ra uống đứa nào nó hát ngoài đấy. Xong nhìn ra bạn này hát mà con Linh sợ luôn. Ôi bạn điên khùng mà bạn hát kinh hoàng luôn. Bạn hát thì thiếu đường vỡ cả âm thanh mà không chấp hết không sợ gì cả. Thì Linh đang nghĩ trong bụng rồi, ồ thì thằng lý là sau mình sẽ làm những chuyện. Từ hồi đấy con Linh đã để ý như vậy. Thì đó là một trong những kỷ niệm mà con Linh nhớ lại ngày xưa chính bạn này. Dạ yeah. Con Linh hay có những người đi nhờ xe và nổi tiếng, ai leo lên xe con Linh cũng nổi tiếng hết. Đó chính bạn kia Trấn Thành cũng vậy, bạn cũng đã từng đi xe nhờ con Linh. Và chính là bây giờ nhảy mời Trấn Thành lên đây luôn ạ. Xin mời Trấn Thành. Nhảy mời Trấn Thành lên đây luôn ạ. Cứ ai leo lên xe con Linh là điều đầu tiên. Đây là anh có hào quang anh chia tụi em đó. Nhưng mà cho tập Trấn Thành.